bên mình là cám mảnh nha nè, thì cám mảnh thì mình cũng đang cho cá bên mình ăn. Cá mảnh thì cho hộp nó nhỏ nhỏ này, thì vừa cho cá bự mà vừa cho cá nhỏ luôn ha. Thì cá nhỏ thì mình cũng cho ăn được cá này ha. Thì nếu mà nuôi chung vậy thì mình vừa cho cá bự mà vừa cho cá nhỏ ăn luôn. Đó thì cá beta bên mình, cá bán nào bên mình, những cái cá thủy sinh mình bỏ vô nuôi chung nè, những con cá nó bị lỗi á thì mình bỏ vô chung, mình cho nó ăn cá một bọn cá một ha. Thì cám này là nó có khoảng tầm chừng 40% chìm bên em và 60% nổi nha. Thì anh em có hồ á, thì hồ đá sạch thì mình cho ăn cám này thì nó hay hơn ha. Đó thì cá bắt ta, cá bán màu, cá ba đuôi, cá mình tích cá sạch cũng ăn cám này dư sức ha. Thì bên mình cũng có bán cái em là 40k nửa ký nha. Đó thì anh em mà cứ lấy việc lấy cám này về cho cá bên mình ăn. Cám nó thì được độ đạm là 40 như nè, 40 đạm ha. Bước đang mình đóng hàng cho anh em nè. Thì cái này thì mình cũng đang bán nè, mình đang bán là 5k một nhánh nè. Nhánh thì nó cũng tầm 40 phân nha, từ 30 cho tới 40 phân nha. Thì mình cũng lựa những cái nhánh dài như vậy, bự như vậy thì mình mới ngắt mình đóng hàng cho anh em nha. Thì ở đây anh em chủ yếu là mình trồng cá ta mình bán đó nè. Thì mình không có tỉa ha, mình không có tỉa. Còn anh em mà trồng nuôi trong những cái hồ thủy sinh thì anh em cứ nó lên thì anh em cứ ngắt tỉa bớt ha. Một là mình nuôi giống mình trồng thêm, còn hai là mình cắt mình chọn cá mình nó khó nghe. Đây là mình vừa trồng mình nuôi cá nữa nè. Ở đây là cái hồ mình nuôi đông bô cái tay nè. Đó thì anh em nuôi cái thủy sinh mình, anh em cứ an tâm nha. Đó. Anh em nuôi cho nuôi gan mình, anh em cứ an tâm là bên mình trồng mình không xài thuốc nha. Từ cây ống thái nè, cây những cái thủy sinh mình là không thuốc nha. Đó thì cây hoa súng cũng vậy nha, mình không có thuốc luôn. Anh em mua cá mua cây bên mình, anh em cứ an tâm về trồng vô những hồ thủy sinh có cá bên mình nha.